Hello, video lần này thì mình sẽ giới thiệu về bạn gồng Nam Mỹ con của mình nha. Rất là cute. Ok, để mình bắt nó ra, nó đang ở trong chuồng. Đây là nhân vật của chúng ta. Trời trời trời, hung dữ à. Đây là bạn gồng Nam Mỹ màu xanh. Thanh niên này hung dữ quá. Do là mình ít có chơi nhiều cho nên bạn gồng Nam Mỹ của mình còn rất là nhát, cứ nói chuyện là tán vô mặt, có duyên lắm. Đây, từ từ mình sẽ thuần bạn này, chơi nhiều hơn, vuốt nhiều hơn thì bạn sẽ không còn hung dữ nữa. Màu xanh rất là đẹp. Bạn này thì mình cho ăn bùn ngót, rau muống, bí đỏ, bí gợ, thức ăn VIP. Đây là một loại thức ăn rất là tốt cho Aigu. Quất hoài. Hình như bạn này bị stress hay gì á. Chắc là vậy, tại vì bữa hổm mình mới sửa chuồng á, rồi mình về tới về lui chứ mấy hôm trước không có hung dữ như vậy đâu. Mấy hôm trước hiền lắm. Ok, để mình quay cận cảnh cái sắc đẹp, cái nhan sắc của bạn gồng Nam Mỹ này nha. Đây, bạn Aigu của mình đang lột da, lột được phần thân này, còn phần đuôi. Phần đuôi lột được khúc 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 rồi. Đẹp lắm đúng không mọi người? Lúc đầu thì mình không có dám đụng vào, tại vì từ nhỏ thì mình đã sợ rắn rồi, nhưng mà từ từ thì mình thấy Aigu đẹp, mấy bạn gồng Nam Mỹ này quá đẹp cho nên sờ thoải mái, cũng không có cắn hay là gì hết á. Tại vì mình bận công việc nên không có chơi nhiều cho nên hơi nhát thôi, chứ rất là đáng yêu luôn. Đây, từ từ thì mấy cái gai trên lưng sẽ dài ra. Mình cũng không biết bạn này là đực hay cái nữa, tại vì mình chưa có tìm hiểu về Aigu. Quá đẹp. Có những hôm mà bạn Aigu này lột da thì cái màu nó sẫm hơn, nó không có xanh đẹp được như như bây giờ. Cái mặt hung dữ ghê, đụng tới là lấy đuôi tán. Đây, nhìn rất là tiền sử. Ok, clip đến đây là hết nha mọi người. Mình phải thả nó vô chuồng để mà cho nó ăn. Ok, tạm biệt cả nhà.